ึกตอนนั้นลุกแย่มาพี่ยาดูน้ำมีน้ำแย่มาแย่มาแล้วก็เริ่มแก้เก็บI'm
cái ví dụ này nó sinh động cho các bạn dễ hiểu. Tôi các bạn nhìn bạn, tôi sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu. Tôi tạo ra cơ sở dữ liệu cho các bạn thấy nó sinh động. Đây, cơ sở liệu của tôi là ví dụ mua bán online, mua bán online, các bạn biết mua bán, mua bán online thì cái tài khoản cực kỳ là bảo mật đúng không? Nó có thể là gì mà hóa bảo quốc, bảo hóa cái mắt tương kẹt. Rồi các bạn nhìn, trong cái mua bán online này thì sẽ tạo ra một cái mặt, hai cột các bạn làm điều này nha. Và bạn cả hai cái này đều là điều gì theo như các bạn này là bạn không ha. Rồi sau đó bạn nhớ ok thì chúng ta có được cái bản tài khoản ha. Rồi tắt máy đi. Bây giờ nè, tôi sẽ mã hóa password của sau đó lưu xuống cái SQL. Vậy trong cái thư viện các bạn cần phải ép vào online. Còn cái này vừa để CDPC và kết nối là SQL, đúng không? Cái này chúng ta học rồi. Sau đó thì bây giờ thầy sẽ tạo cái giao diện đặt tên là MQ. Trong cái giao diện này thì sẽ thiết kế như sao? Các phần lên như sao? Ví dụ là mở cái này ra. Rồi tạm thời chúng ta sẽ có cái giao diện. Và cái password khi tôi đăng ký, tôi gõ tôi đăng ký thì password này sẽ được mở. Hôm qua đăng ký, hôm nay sẽ theo cái mô hình gì. Rồi bây giờ chúng ta mở hóa như thế nào? Thứ nhất là chúng ta dùng cái lát và cái rồi password.
Sau đó tôi lưu cái này xuống sở liệu đúng không? Tôi lưu cái này xuống sở liệu. Ok, để lưu xuống sở liệu tôi dùng cái quen của mình trước đi các bạn. Cái này quen thuộc với các bạn khoảng. Thì là nó bằng sao thì là tôi chưa sợ gì.